Dạ con thấy thời gian mình trễ nên con xin nha sư. Nam mô Tathāgata Sammā Sambuddhassa. Tathāgata Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tathāgata Arahato Sammā Sambuddhassa. Dhammadesanāya Janagatha. Brahmajalo kathipati sahampati katanjali antiwarang aya aya jatha santi thasak tapara chakka chatika dese tu thammang anukambimang bacang sattham maferin winayan chakayan suttan chabantham afitham majamang Ako tayanto chatusak chadandang bappo thanaye parisa yamatche. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Và con kính cung thỉnh bàn tay của sư, con kính nhân mít lại cho sư ạ. Và sa thú, và con kính nhân mít lại cho sư. Ta sẽ tu lần thay Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Và bây giờ thì mà chúng ta tiếp tục với cái phần chúng tôi sẽ kết lại cái câu trệ vừa rồi mà chúng tôi đã giảng. Từ cái câu kệ mà ở cái chú xứ thích hợp bất tín thù bát đề sắc hòa xô thì vậy thì vừa rồi đó thì chúng tôi giảng cái câu kệ nó rất là dài, rất là dài quý vị, nhưng mà bây giờ đó thì sẽ kết lại, có nghĩa là mình ở cái chú xứ thích hợp có nghĩa là cái nơi nào, là cái nơi mà có cái giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác đang hiện hành. Vậy thì á, khi mà mình ở với chú xứ thích hợp đó với cái mục đích gì, với cái mục đích gì? Thứ nhất á, là khi mà chúng ta ở với chú xứ nó thì chúng ta có cái sự mà đến tạo phước, đến với những cái vị sa môn, mà những cái vị sa môn đang tu tập mà trong giáo pháp mà của bậc chánh đẳng chánh giác, nó sẽ có lợi ích lớn, sẽ có quả báo lớn. Đó thì thường thường quý vị thấy rằng á, giống như là có những vị khi mà chỉ có cơ hội cúng dường một chút đỉnh mà đến những cái vị mà đang tu tập đang tạo phước thì cái phước nó rất là lớn quý vị, là cái phước nó rất là lớn. Cũng như chúng ta nhớ, tại vì ở ở trong cái phần chú giải nói rằng là Batiru Bade Sawaso ở cái chú xứ thích hợp, cái chú xứ thích hợp là cái chỗ mà có cái giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là cái chỗ mà có cái vị mà đang hành đang hành về sa môn pháp, có nghĩa là hành cái lợi đang tu tập theo dạy của bậc chánh đẳng chánh giác. Thành ra đó, ở trong kinh mới nói đó, sau khi mà bố thí hoặc là cúng dường cho những vị mà chứng quả từ dự lưu trở lên, hoặc là cúng dường mà cho những vị đang trên đường tu tập để mà tiến tới chứng đắc quả dự lưu, có nghĩa là quả vị tu đầu quần á, thì cái công đức á, là nó vô lượng,
mà công đức nó vô lượng quý vị. Dạ, chào Minh Tâm. Công đức nó vô lượng thì hoặc là một cái người cư sĩ, có nghĩa là một cái người đời đó, khi mà mình đã nương tựa được, mình nương nhờ tam bảo được, thì coi như là chúng ta cũng đang đi ở trên con đường đó, là chúng ta đang đi trên con đường đó. Cũng như cái câu chuyện mà nói về hai cái vị thiên tử, hai cái vị thiên tử vào cái lúc bấy giờ là cái mùa hạ lần thứ bảy, mùa hạ lần thứ bảy. Quý vị biết mùa hạ lần thứ bảy đó là Đức Thế Tôn ngang thuyết pháp ở cõi trời Đau Lợi, thuyết về tạng Abhidhamma để tế độ cho một cái vị chư thiên, thiên tử ma gia đó, mà thiên tử ma gia khi mà sanh lên cõi trời rồi đó, sanh lên cõi trời đâu sức coi như là bây giờ là thiên tử ma gia rồi chứ không phải hoàng hậu ma gia nữa đó, thì thiết cái tạng Abhidhamma để đền đáp công ơn cái người mà đã sanh ra mình, cái người mà đã sanh ra mình đó. Nhưng quý vị thấy Đức Phật đó, thật sự ra nó, nếu mà nói đến cái sự hiếu hạnh, mình phải nhắc đến Đức Thế Tôn của mình. Đức Thế Tôn của mình A Tỳ La Vệ mà viếng thăm cha cung trời, đau sức mà thuyết pháp để mà cung trời đạo lợi, để thuyết pháp để mà thiên tử ma gia. Thành ra trở lại cái vấn đề tôi nói, cái chú sứ thích hợp mà pháp đang đi ở cái con đường chứng quả dự lưu trở lên, hoặc là ở nơi đó có những vị mà tu tập mà chứng đắc được đạo quả. Thành ra cái phước báo này rất là lớn, cái phước báo khi mà mình gặp được những cái vị đó rất là lớn quý vị. Ở trong chú giải đó mới đem ra cái câu chuyện để mà cho chúng ta hình dung lại. Thì cái câu chuyện đó nói về Đức Thế Tôn đó, ở cái mùa an cư lần thứ bảy, Đức Phật đó, thuyết pháp tạng Abhidhamma trên cõi trời để mà tế độ thiên tử ma gia. Thì trong cái hội chúng đó, khi mà ngồi nghe pháp đó, có một cái vị thiên tử đó, là tên là Trinh Đá Cá, ngồi phải của Đức Phật. Rồi cũng có một cái vị thiên tử đó, ăn rú cá nữa, ngồi ở bên tay trái của Đức Phật. Nhưng mà khi mà các cái vị chư thiên đó, cùng nhau tụ hội đến để mà nghe giảng pháp đó, thì lúc bấy giờ đó, theo cái quy lực, và quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì ở trong đây đang nói về hai cái vị thiên tử Tinh Đá Cá và Ăn Lu Cá. Thì hai vị thiên tử này đang ngồi nghe pháp, thì lúc bấy giờ đó, là chư thiên đến rất là đông, mà theo cái quy lực của chư thiên đó, là coi như là thế mà ai mà cái thần lực yếu á thì tự nhiên phải lui ra ngoài, lui ra ngoài rất là ngộ đó. Thì lúc bấy giờ á, thiên tử ăn rú cá đó, phải tự nhiên đang ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, cái tự nhiên chư thiên đến đông quá, cái tự nhiên mình bị lui xa ra một, mà ở trong kinh đó là nói là 12 do tình, lui xa ra 10 tình. Cũng như bây giờ mà tự nhiên là quý vị đang ngồi nghe pháp, có một cái đoàn nào đó người ta vô, tự nhiên cái mình bị lui do cái quy lực tự nhiên, cái mình bị lui ra mút ở ngoài xa. Thì lúc bấy giờ á, thiên tử ăn rú cá đó, tự nhiên là phải lui lui ra mút ở ngoài, còn thiên tử Tinh Đá Cá đó vẫn ngồi yên tại chỗ. Thì do Đức Thế Tôn biết rõ cái nguyên nhân này, thành ra Đức Thế Tôn đã
thiết lại với một cái âm thanh vi diệu cho tất cả các vị chư thiên nghe. Thì Đức Thế Tôn nó hỏi ăn lúa cá đó là thọ sanh vào cái dòng thiên giới đó, thọ sanh lên cái cõi thiên giới này đó là do cái phước gì? Thì cái vị mà ăn lúa cá đó mới nói bạch Đức Thế Tôn, con do con đã bố thí những cái vật thực đến những người mà nghèo khổ đói khát, con cho xây những cái bếp nấu vật thực, rồi con làm cái chuyện bố thí cho những người nghèo khổ đó đến suốt 10.000 năm, đốt 10.000 năm. Thành ra do cái thiện sự đó mà sau khi con mạng chung á, con thấy con tái sanh lên cái cảnh thiên giới này. Rồi Đức Thế Tôn mới hỏi Indaka là cái vị mà cũng đang ngồi đó, mà một vị đang ngồi đó, hai vị, một vị đang ngồi đó thì một vị kia tự nhiên văng ra mút ở ngoài, bị lui ra mút ở ngoài. Thì Đức Phật hỏi cái vị đầu tiên á, là cái vị đó nói là con bố thí cho người nghèo ăn mà tới 10.000 năm, 10.000 năm nha quý vị. Còn Indaka đó là tái sanh vào thiên giới do cái thiện sự gì? Thì lúc bấy giờ á, Indaka mới trả lời đó là bạch Đức Thế Tôn, con có cúng dường một vá cơm một vá cơm cho một cái vị cho ngài Anuruddha, một vá cơm đó. Thì thấy rằng một vị á, thì coi như là bố thí cho người nghèo khổ đến 10.000 năm, một vị cũng có một vá cơm thôi mà coi như là sanh về thiên giới, hai vị đều sanh về thiên giới hết. Nhưng mà cái vị mà cúng, cái vị mà bố thí á, 10.000 năm vậy đó, mà coi gì mà thần lực mà lại yếu hơn thần lực yếu hơn. Còn cái vị mà cúng dường có ông vá cơm mà cái thần lực lại mạnh hơn đó. Thì lúc bấy giờ đó, cái vị thiên tử ăn lúc ăn cú rá đó mới bạch Đức Thế Tôn. Thật ra thì khi mà con nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp rồi đó, thì con biết là con rất là buồn. Ở trong cái thời gian mà con bố thí đến những người nghèo đó, thì trong cái thời gian đó, đó là coi như là không có những cái vị những cái vị mà hành sa môn pháp. Có nghĩa là cái thời đó, ở trong cái khoảng thời gian đó là do không có những cái người mà cái bậc mà đáng cúng dường, những cái bậc mà đáng cúng dường quý vị. Thành ra đó cái vị này tạo cái phước đến 10.000 năm nhưng mà cái quả báo nó không mạnh bằng một cái vị kia cúng dường một muỗng cơm cho ngài Anuruddha đó. Thì quý vị thấy rằng với một chút ít một chút ít vật thực đó, nhưng mà là cái bậc mà đáng cúng dường, thành ra đó thành ra cái vị này được cái quả báo lớn. Thì Đức Phật sau khi mà đã nghe hai vị này trình bày thì Đức Phật đã nói lên một cái loạt bài kệ, một cái loạt bài kệ chẳng hạn như là chúng ta đã từng nghe cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người đi tham, do vậy được quả lớn đó. Đó, thành ra quý vị thấy rằng là cái sự mà cúng dường một cái vị mà đang đi trên con đường để giác ngộ, đang đi trên con đường để giác ngộ, hoặc là cúng dường mà những cái vị mà đã đạt đến cái sự giác ngộ rồi, thì cái điều đó, cái quả báo nó lớn, cái phước nó lớn. Thành ra đó, bát tiết ru bát đi sa qua xô, có nghĩa là chúng ta ở cái trú xứ thích hợp, mà cái trú xứ đó có cái những cái vị mà đang hành sa môn pháp, thì coi như là cái trú xứ đó thích hợp. Hoặc là quý vị thấy rằng á, mình ở trú xứ đó đó, có thể mình sẽ là một cái người mà có quy y tam bảo, có quy ngưỡng cái giáo pháp của Đức Phật,
hoặc là chúng ta có được cái hạt giống là cái niềm tin khi mà chúng ta ở trong những cái trú xứ đó. Cũng như chúng tôi có nhiều lúc đó, quý vị biết rằng chúng tôi mệt mỏi, có người ta nói mình mua nhà ở gần chùa được không, mua nhà ở gần chùa được không? Người ta nói mua nhà ở gần chùa, mua nhà mà ở gần chùa không có tốt. Mà chúng tôi hỏi sao không tốt, cái họ nói con cũng biết nữa, con nghe họ nói là không tốt. Vậy đúng rồi, muốn kiếm nhà ngay chỗ nào mà gần sòng bài, gần ngay chỗ mà người ta bán ma túy hút sách rồi đó, mua nhà ở chỗ đó tốt, mà chỗ đó nó tốt hơn. Ở chúng tôi hỏi quý vị, mình ở gần chùa hay là gần trường học, gần bưu điện, ở mấy chỗ đó là nó tốt, đi nghe lời. Chúng tôi ngộ nha quý vị, cái người đời đó là nghe lời, nghe cái gì đâu không, mà nghe những cái người mà người ta, cái người đó thí dụ như mình phải xét lại, mình phải xét lại. Có những lần đó quý vị biết không, chúng tôi đi tụng kinh cho những người mà hấp hối, thì thật sự ra có nhiều người á, người ta hình như là chúng tôi nghĩ có nhiều người, người ta nghĩ khi mà mình tụng, cái người đó người ta tắt thở rồi đó, người ta mệt rồi đó, người ta tắt thở rồi, chư tăng mệt rồi, quý vị biết không, người ta không có lo lấy nước cho chư tăng uống. Mà nhất là những cái bạn nhà quê á, rồi lắc mấy cái nút áo, rồi lấy gạo bỏ vô họng, mà bỏ vô miệng người chết, người ta làm những cái chuyện gì đâu không à. Mà quý vị biết rằng khi mà chư tăng tụng kinh xong á, rồi bắt đầu chư tăng ngồi đơ qua một bên vậy đó, không có ăn một miếng nước gì uống hết, bắt đầu người ta lo lắc nút áo của người chết, rồi người ta lo lấy gạo bỏ vô miệng, nói chung là người ta lo, người ta làm những cái nghi thức gì không à. Mà những cái điều đó, quý vị thấy không, đối với một cái xác chết mà bây giờ nó không còn tâm thức nữa, mà họ lo cái đó, nó chu đáo lắm, họ lo cái đó chu đáo lắm, thành ra đúng là thiệt, cái những cái người đó mà cái điều mà không đáng lo đó, thì lại lo. Mà cái đối tượng á, mà mình không đáng tin á, mình lại tin. Còn đối với Tam Bảo á, mà mình không có chịu tin đó, thì quý vị thấy rằng đối với một cái chú xứ nào mà chúng ta ở mà có những cái vị đang thực hành, hoặc là có giáo pháp ở trong mà cái người đó, thì coi như là quý vị thấy rằng cái chú xứ đó là cái chú xứ rất là thích hợp. Rồi cái chú xứ đó quý vị nhớ là Đức Phật nói rằng là ngoài cái giáo pháp này, ngoài cái giáo pháp này thì không có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sa môn. Ngoài cái giáo pháp này họ, thành ra ở trong giáo pháp này thì có. Vậy thì có nghĩa là quý vị ở cái chú xứ thích hợp là cái chú xứ mà có giáo pháp này, để mà chúng ta thực hành, chúng ta tu tập, chúng ta nỗ lực để mà chúng ta có được cái quả báo lớn. Rồi cái kệ ngôn mà tiếp theo á, búp bê Cát Tát Bun Nhá Ta đó, trước đó đã lĩ hay là đã tạo phước, có nghĩa là ở trong cái câu kệ này mà Đức Phật nói là trong tiền kiếp của mình, có nghĩa là ở trong quá khứ đó mình đã tu tập về giới định tuệ, nhất là tu tập về tuệ quán, có nghĩa là tu tập về thiền quán đó. Ngoài ra cái chữ búp bê á, búp bê có nghĩa là trước đây, thì cũng có nghĩa là ngay trong hiện tại này. Tại vì những cái gì mà nó đã qua, những cái gì nó đã qua thì nó sẽ trở thành trước đây hết. Có nghĩa là quý vị thấy rằng trước đây mình đã tạo phước, trước đó, trước đây mình đã từng tạo phước, mình đã từng tích lũy việc lành. Đó thì coi như là đối với một cái vị đời sống là xuất gia,
hay là một cái vị cư sĩ cũng vậy, là cũng đều có cái khả năng là trước đây mình phải tạo phước rồi, rồi khi mà mình tạo phước rồi đó thì mình mới tu tập về giới định tuệ được. Có nghĩa là khi mà mình con người mình có phước rồi đó, càng ngày mình càng muốn làm cho giới định tuệ của mình càng ngày càng sắc bén hơn, càng ngày càng sắc bén hơn. Cũng như quý vị thấy rằng là nếu mà mình mà không có phước đó, thật ra đó mình nghe mình rất là khó hiểu, chứ đừng nói chi mà mình tu tập. Nó cũng như chúng tôi thấy những cái trường thiền lớn đó, những cái trường thiền lớn rất là hay, quý vị. Những người mà người ta ngồi thiền không được rồi người ta lại trình pháp với vị thiền sư, cái vị thiền sư coi rất là kỹ rồi giải thích chỉ cái vị đó cái cách tu tập. Chỉ vài lần như vậy mà không được là vị thiền sư kêu cái người đó đi trở xuống là để mà phục vụ các vị thiền sinh đó. Khi mà trở xuống phục vụ rồi đó, sau một thời gian rồi bắt đầu kêu cái người đó trở lại hành thiền, thì như là cái người đó hành thiền được. Là tại sao quý vị biết rằng là do cái phước, là do cái phước không có. Nói về cái sự mà học cũng vậy, cái sự mà học cũng vậy. Quý vị biết rằng nếu mà chúng ta không có phước á, chúng ta rất là khó để mà chúng ta học, mà dù cho là một cái lời dạy, một cái lời dạy ngắn thôi thì cũng chúng ta cũng không thuộc đó. Thành ra đó chúng ta thấy rằng là cái gì cũng vậy, mình có phải có phước để dành, có nghĩa là mình phải có kiến tạo công đức phước báo rồi. Rồi kế tiếp thì đến cái câu kệ ngôn là Attasamma Panitthi, có nghĩa là tự thân mình định hướng đúng, là có nghĩa là mình cái gì mà mình định hướng đúng thì mình định hướng để mà thoát ra khỏi luân hồi. Attasamma Panitthi có nghĩa là mình định hướng làm sao để mà mình thoát khỏi cái dòng luân hồi này, thì đó là cái định hướng đúng. Cái đó là cái định hướng đúng đó. Thành ra đó, đối với những cái câu kệ này đó, thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta nghe bình thường, chúng ta nghe bình thường thì chúng ta nghĩ chắc cái này nó dễ ở cái trú xứ thích hợp nên ở rồi đó. Nhưng mà khi mà phân tích ra, chúng ta không biết cái trú xứ thích hợp là cái trú xứ nào. Cái trú xứ mà có thực hành cái lời dạy của Đức Phật thì cái trú xứ đó là cái trú xứ thích hợp. Cái phước mà đã để dành từ trước, có nghĩa là có việc làm tốt để dành từ trước đó, là trước đây chúng ta đã từng tạo những cái công đức phước báo rồi. Attasamma Panitthi có nghĩa là chúng ta có cái định hướng là đúng đắn. Samma Panitthi, Atta là cái bản thân của mình, cái tự thân của mình. Samma có nghĩa là chánh hay là đúng, Samma có nghĩa là chánh hay là đúng. Panitthi có nghĩa là cái ước nguyện, cái ước nguyện mà cái ước nguyện đúng đắn đó. Thành ra ước nguyện đúng đắn là chỉ có thoát ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi thôi, thì cái đó là cái sự mà thành ra thì chúng tôi kết lại cái câu cái ngôn số 4 đó để cho nhắc lại. Tại vì mỗi cái câu kệ thì chúng tôi giảng nó cũng hơi dài, thành ra trước khi qua cái câu kệ xuống, chúng tôi cũng kết lại cho quý vị. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục mà chúng ta bước qua kệ ngôn số 5. Kệ ngôn số 5 á, có cái câu đầu tiên á,
ba hú sắc chân chá xíp banh chá, có nghĩa là học nhiều nghề nghiệp giỏi, là học nhiều nghề nghiệp giỏi. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, rồi. Nội mà cái, dạ cảm ơn quý vị. Nội mà cái chữ mà học nhiều ấy nha, là mệt rồi. À, ba hút à, học nhiều là, học nhiều là cái chữ này là rồi. Quý vị biết học nhiều á là có nghĩa là, có nghĩa là được, mà mình được nghe, được hoặc là được học, mà được ghi chép là nhiều, mà mình nhiều, nói chung là mình được giỏi nhờ nghe nhiều hoặc là học nhiều. Mình được biết nhiều là nhờ mình nghe nhiều hoặc là học nhiều. Ba hú có nghĩa là nhiều. Thì ở ở trong, ở trong cái phần mà giải thích đó, ba hú xuất tá, ba hú xuất tá có nghĩa là học nhiều nhờ nghe. Và đó thì vào thờ Đức Phật đó, là không có cái sự ghi chép, là không có cái sự ghi chép, nên hầu hết là tất cả mọi người phải ngồi nghe mà nhớ lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà chúng tôi đọc kỹ á, quý vị biết không, trong cái thờ Đức Phật á, tuy rằng là không có ghi chép gì hết, là ngồi nghe không, mà vô số, mà vô số người trong hội chúng chứng đắc được đạo quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Còn ngày hôm nay á, thì mình là coi như là mình ngồi là mình ghi, mình chép ha, mình chụp hình, mình ghi âm, mình làm đủ thứ chuyện hết, nhưng mà không ai chứng hết. Không ai chứng. Quý vị thấy lạ không? Quý vị thấy một cái điều này lạ không? Đó, cái điều này rất là lạ. Thì chúng tôi coi kỹ ở trong kinh điển các ngài, tại vì cái thời đó ngồi người ta chú tâm nghe Đức Phật. Có những, có những vị coi không có kỹ, coi không có kỹ là không biết là tại sao mà khi mà, khi mà Đức Phật á, ở có đoạn á, thì Đức Phật nói á, cái quá trình tu chứng của cái vị đó phải trải qua giới định tuệ. Rồi tại sao mà có những khi mà Đức Phật thuyết pháp là cho người ta nghe giữa đường, hoặc là những cái, những cái người đó mình đâu có thấy người ta thọ giới gì đâu, mà, mà tại sao mà chứ cũng chứng đắc đạo quả, vậy thì có trải qua giới định tuệ hay không? Đó thì có nhiều vị không có biết, không có hiểu cái chỗ này. Chúng ta cứ tưởng giới là thọ giới, là chúng ta tưởng là thí dụ như là nói về giới đó là mình phải ngồi mình đọc ba na chỉ ba ta quê nó ma ni kha ba đăng sa ma ni gia mí, không phải. Rồi rồi người, rồi có những người, người ta, người ta cái điểm đó người ta lại cho qua, người ta lại cho qua mới chết. Chứ thật sự ra đó, quý vị thấy rằng á, thí dụ như cái trường hợp của ngài Ân Vô Lý Ma La, tại sao trong rừng mà Đức Phật đọc lên cái câu kệ ngôn đó, Đức Phật giải thích thì cái vị này chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì khi mà nghe cái câu kệ đó chứng đắc Tu Đà Hoàn á, thì phải trải qua giới định tuệ. Mà quý vị thấy rằng cái vị đó đâu có, đâu có chư tăng mà làm tiên ngôn để mà, để mà thọ giới, hoặc là, hoặc là cái vị đó đâu có bạch Đức Tôn con xin thọ trì ngũ giới, tam quy ngũ giới, không có. Nhưng mà tại sao chứng đắc? Không có mà tại sao chứng đắc quý vị? Có nghĩa là chúng ta nên nhớ là giới có giới bổn ba thi mốc. Giới là có cái gì nữa? Giới có thu thúc lục căn, hoặc là thu thúc bằng niệm, thu thúc bằng niệm. Có nghĩa là, có nghĩa là giới đó là không phải là quý vị đứng ra mà quý vị thọ giới, không phải quý vị ngồi ở đó mà xin tam quy ngũ giới. Mà những cái vị này khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp, chú tâm, chú tâm, chú tâm nghe, 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 chú tâm nghe Đức Phật thuyết pháp, là có nghĩa là giới ở đây có nghĩa là thu thúc bằng niệm, thu thúc bằng lục căn.
Đó, ở trong giớ bổn đó, quý vị dở ra, quý vị coi, quý vị thấy rằng giớ bổn ba giớ nói ra chia ra có mấy, giớ bổn ba thì móc giớ thu thúc bằng, là có nghĩa là thu thúc bằng, thu thúc bằng căn đó. Thì trong khi mà mình nghe Đức Phật thuyết pháp, cái vị đó nghe Đức Phật thuyết pháp là thu thúc bằng niệm hay là thu thúc lục căn, thì coi như là cái vị đó trong khi ấy có giớ, trong cái lộ trình mà đang nghe như vậy đó, là cái vị đó là cái người có giớ, có giớ bằng cách là thu thúc bằng niệm hay là thu thúc lục căn đó. Thành ra đó, chúng tôi đọc ở trong các cái bản sớ giải đó mới nói là cái thờ mà Đức Phật thuyết pháp hoặc là các vị tỳ kheo thuyết pháp đó, tuy rằng cái thờ đó không có viết, là không có viết, không có ghi âm như mình nhiều, mà do những cái vị mà ngồi nghe đó là người ta chú tâm nghe rồi nhớ cái lời dạy, nghe rồi nhớ cái lời dạy của Đức Phật. Do vậy á, mà sau cái thờ pháp á, sau cái thờ pháp á, là coi như là chứng đắc đạo quả rất là nhiều. Mà trong khi mà ngồi nghe cái lời dạy á, thì quý vị biết rằng á, là mình tập trung mình nghe đó, thì mình vừa kính trọng mà mình lại không có cái sự lơ là. Còn nhiều khi á, mình nghĩ rằng ghi chép á, là coi như là nó sẽ làm mình có những lúc là mình phân tâm, mình bị phân tâm. Thì chúng tôi hình như là chúng tôi thấy rằng có những cái phương pháp ở trong những cái giảng đường mà khi mà người ta dạy học cũng vậy. Những cái người mà ngồi mà chú ý lắng nghe cái vị mà ngồi giảng đó, rồi coi như là một chút cái vị đó khi mà trở về lớp hoặc là trở về phòng, thì sẽ hình dung lại những cái lời mà mình đã nghe, cái vị đó chép ra cái nào đầu, cái nào giữa, cái nào đuôi đàng hoàng. Đó, thì coi như là cái người mà người ta ngồi, người ta đứng nghe như vậy đó, người ta ngồi nghe như vậy đó, thì coi như là cái chất lượng nó đạt cao hơn nhiều. Đó, thì trở lại cái vấn đề mà chúng tôi đang nói đó. Cái người mà có cái sự mà nghe nhiều, đó, thí dụ như quý vị thấy rằng là nghe nhiều là trong trường hợp mà nào, là trong cái trường hợp mà mình nghe những cái câu Phật ngôn, những cái lời dạy của Đức Phật. Thí dụ như quý vị thấy rằng Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất là coi như là Ngài là một cái vị mà gọi thượng thủ thinh văn rồi, đệ nhất về trí tuệ rồi. Nhưng mà Đức Phật mà giảng cái gì Ngài cũng ngồi Ngài nghe nữa. Mà khi mà Ngài mà, thí dụ như trong những cái lúc mà Ngài đứng hầu Đức Phật, đứng hầu, đứng quạt Đức Phật đó, mà hãy mà Đức Phật thì mà thuyết pháp là Ngài coi như là Ngài cũng nghe nữa. Thuyết về cảm thọ, thuyết về cảm thọ, thuyết về cái gì cũng vậy, Ngài cũng chú ý, lắng tâm, Ngài nghe. Đó, thành ra đó chúng ta thấy rằng nghe nhiều là như vậy. Cũng như cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng có một cái người thanh niên mà thanh niên Ca Lá đó, thanh niên Ca Lá, con của ông Cấp Cô Độc á, thì ông Cấp Cô Độc á thì là một cái người mà quý vị đã biết rồi, có một cái niềm tịnh tín với Tam Bảo rất là lớn, rất là lớn. Nhưng mà con trai của ông thì nó chưa có được cái gì hết, thì ông mới lo lắng. Ông mới lo lắng là bây giờ mà nó không có niềm tin với Tam Bảo á, chắc là chết, nó đi địa ngục chứ không có đi đâu, nó chỉ có con đường đó. Đó, thành ra coi như là ông mới khuyến khích bằng đủ hết. Nhưng mà cái người thanh niên này coi như là đều không có nghe, bỏ ngoài tai. Nhưng mà quý vị biết đó, là coi như là ông biết rằng con ông có một cái là nó ham tiền, con ông nó có một cái là nó ham tiền. Thì khi mà ông biết ham tiền vậy đó, nói thôi bây giờ tới ngày Bát Quan Trai này, con vô chùa con thọ Bát Quan Trai rồi con nghe Đức Phật thuyết pháp đi, về cứ mỗi lần như vậy là cha cho con 100 đồng tiền vàng. Đó, thì
coi như là cái cậu này cậu nghe vậy được được rồi con đồng ý. Nhưng mà thật sự ra đó thì cậu này cậu vô chùa này nè, vô chùa là ngủ không à. À, cứ vô chùa ngủ rồi sáng về là coi như là lãnh trăm trăm đồng tiền bạc. Khi mà trở về nhà rồi đó mà ông cấp cô độc á, là cha của ông của cậu này đó là mới kêu con ăn sáng đi không, mà bây giờ hứa cho 100 đồng rồi, như bây giờ cho 100 trước đi rồi ăn, còn không cho là không ăn. Quý vị thấy không, thấy không, công tử thời xưa ghê hồn không đó. Thì ông cấp cô độc cũng phải lật đật, ông lật đật là coi như là ông lấy 100 đồng ra, ông nói nè con nè, cho con nè như lời của cha hứa rồi ăn. Rồi cái cậu thanh niên này mới ăn uống cho đàng hoàng rồi xong rồi á. Quý vị biết rằng đến cái kỳ Bồ Tát nữa là coi như là bây giờ đó là ông nói là con vô chùa con nghe Đức Phật pháp ha, mà hãy mà con thuộc một câu á, thuộc được một câu á thì về á, là cha cho con 100.000 đồng tiền, 100.000 đồng tiền vàng đó. Thì coi như là cậu ta mới nghĩ rằng trời ơi cái điều này là ngon nha, cái điều này là dễ, cái điều này là dễ, coi như là dễ thuộc. Thành ra cậu này đã nhận lời, nhận lời rồi. Hôm sau á thì coi như là đến vô nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe Đức Phật thuyết pháp, cái tâm ý của cái cậu ca lá này nó mới mới có cái sự chủ ý là bây giờ là mình chỉ cần thuộc một câu thôi, thuộc một cái lời dạy gì đó của Đức Thế Tôn thôi là mình về mình lấy 100.000 đồng tiền vàng liền. Còn cái chuyện mà thiết cái gì trong đó thì mình không có biết, mình không có hiểu. Thì quý vị thấy rằng á, cái cậu thanh niên ca lá này cũng đi vô nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà làm sao qua mặt được Đức Thế Tôn. Quý vị, Đức Thế Tôn biết được tâm ý của cái người này hết, cái cậu con trai ca lá này hết. Thành ra đó hãy mà mỗi lần ông thuộc một câu á là ông đứng dậy ông đi về, ông đứng dậy ông đi về. Thì đứng dậy vừa đi ra tới cái cổng chùa Kỳ Viên thôi, vừa đi ra tới cổng chùa Kỳ Viên thôi là coi như là ông bị quên rồi. Ông vô, bắt đầu ông vô ông ngồi nghe lại trở lại ha, ngồi nghe trở lại nữa rồi thì cái ông thuộc rồi tới cổng là ông bị quên đó. Rồi đến lần thứ ba cũng y vậy đó, đến lần thứ ba cũng y vậy quý vị. Nhưng mà cái thanh niên ca lá này là coi như là không có biết Đức Thế Tôn đã dùng thần thông thâu lại làm cho cái thanh niên ca lá này nghe quên rồi. Thành ra đó cái lần thứ tư á là coi như là thanh niên ca lá này coi như là quyết tâm bây giờ là mình cố gắng mình nghe pháp, mình nghe pháp làm sao mà để mà mình thuộc mà không có bị quên như 3 lần trước nữa nha. Cố gắng là làm sao mà mình nghe mà cho kỹ, không bao giờ để mà quên nữa. Lần này là coi như là quá 3 lần rồi. Thì quý vị biết rằng là lúc cái sự quyết tâm đó đó, cái sự quyết tâm đó đó, khi mà nghe đó thì với một cái tâm bắt đầu trở nên là tôn kính, với một cái tâm trở nên là tôn kính, một cái tâm lúc đó là an tịnh rồi. Thành ra lúc đó vừa nghe vừa thuộc mà vừa có cái trí quán về cái lời dạy đó, nó sanh khởi một lượt, mà giống như là quý vị thấy rằng là giống như là bây giờ mà lúc đầu là tâm tịnh hảo mà nó sanh lên, nó có tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả rồi nó tịnh khinh nhu thích thường chánh, có nghĩa là bây giờ là quân hùng tướng mạnh nó sanh ở trong đó không à. Thành ra coi như là phá một cái bụp mà coi như là đoạn được cái gì tà kiến hoài nghi giới cấm thủ liền, muốn cái bụp một cái coi như là quân hùng tướng mạnh nó tập trung vô đó phát triển lên là coi như là chứng đắc tu đầu quần đó. Quý vị thấy ghê không, mỗi lần mà những người mà có phước á, người ta dẫn công lên một cái là coi như là làm cái bụp một cái là coi như là xong, là xong liền đó. Thành ra lúc bấy giờ á thanh niên ca lá này á, là chứng đắc tu đà quần, chứng đắc của vị tu đà quần rồi. Thì lúc đó, đó là trời cũng gần sáng nên cái thanh niên ca lá mới bạch Đức Thế Tôn
À, con thỉnh Đức Thế Tôn cùng với tăng chúng ngày mai về nhà con để con cúng dường chay tăng. Đó thì khi đó đó quý vị thấy rằng là Đức Phật và tăng chúng đã nhận lời. Thì khi thanh niên Ca Lá này trở về nhà đó, thì quý vị thấy rằng ông trưởng giả cấp cô độc đó, thấy hôm nay con mình sao nó lạ lạ, như là thấy nó tươi tươi mà nó tốt tốt đó. Thì quý vị thấy rằng đối với cái người đó, khi mà có chánh kiến rồi, cái người mà có tu tập mà có cái sự hiểu biết đúng rồi đó, thì quý vị thấy cái sắc pháp nó lạ hơn. Cũng như quý vị thấy rằng những cái người mà chúng tôi nói thiệt với quý vị đó, quý vị lợ ngay chỗ núi Bà Châu Đốc đó, quý vị thấy mấy bà mà đang coi như là cầm nhang mà bó 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 rồi cuốc 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 rồi lại đồ đó này kia đó, thì quý vị nhìn những người đó, những người đó với lại những người mà đi chùa nghe pháp, quý vị thấy một trời một vực, một trời một vực à. Đó quý vị thử, quý vị bây giờ đó, quý vị thật ra đó, có nhiều khi á, chúng tôi có những cái người thân người ta rủ chúng tôi đi về cái vùng Châu Đốc trong những cái ngày này nè, thì chúng tôi cũng đi bình thường, nhưng mà người khác chúng tôi không cho đi. Có nghĩa là ví dụ như đối với bản thân chúng tôi thì chúng tôi đi, nhưng mà ông sư khác mới tu chúng tôi không cho đi. Là tại sao vậy quý vị? Đi mình không biết nhận thức, đi lên đó mình không biết nhận thức là nhiều, mình vô mình cốt giống họ đó. Nhưng mà khi mà chúng tôi đi á, mình phải nói rằng mình nhận thức được, thành ra chúng tôi đi á, chúng tôi mới giải thích cho đó. Cái chuyện đó là nó là cái gì đâu mình hay qua là coi như là tàn nhang lúc đầu, cái là hết thời gian, hết thời gian mướn, cái người ta khiêng ra, cái người ta quét cái nước gì nó tươi là cái người ta đem vô, cái đòn khác lợ mướn cái đem vô. Chúng tôi hỏi nếu mà quý vị mà là cái bà Châu Đốc đó, quý vị là cái bà đó đó, quý vị có chịu không? Quý vị có chịu mà người ta cúng cái kiểu đó không? Đó, chịu người ta cúng cái kiểu đó không? Đó, thành ra đó, trời ơi, đâu có ai mà làm cái chuyện mà kỳ cục vậy. Đó, rồi, chính cái, bây giờ tôi chỉ cho quý vị coi nè. Quý vị thấy không? Những người mà lỡ đó mà cầm cái bó nhang rồi thắp lên rồi mà lại. Quý vị thấy những người đó không? Cái nét mặt của người ta nó nhìn nó kỳ lắm. Cái nét mặt nó nhìn nó kỳ lắm quý vị. Đó, còn khi mà đi đến chùa, đi đến những cái nơi mà có những người ta tu tập, nó chúng tôi cũng chỉ. Chúng tôi chỉ đó, quý vị thấy không? Những cái cô tu nữ là người ta đã cạo tóc rồi. Sự ra đó, cái người phụ nữ á, mà có tóc với cái người phụ nữ mà không có tóc á, chúng tôi nói ra cho quý vị biết, khi mà cái người phụ nữ á, người ta đẹp, người ta nhờ cái gì quý vị? Người ta nhờ có mái tóc. Người ta nhờ có mái tóc người ta đẹp. Đó. Mà mấy tu nữ á, là đã cạo tóc đi rồi là quý vị thấy rằng nó bị xấu rồi. Không, cái này là chúng tôi so theo cái thế gian. Nè, quý vị thấy rằng cái người tu nữ á, người ta cạo tóc đi nè, người ta đều bị xấu hết một phần rồi. Nhưng mà quý vị, mà chúng tôi chỉ cho những cái người mà đi ở trên cái chuyến xe đó. Đó, quý vị nhìn cái mặt của người tu nữ đó đi. Người ta cạo tóc đi là người ta thua quý vị một phần rồi. Nè. Nhưng mà bây giờ đem so ra người ta vẫn tươi tốt hơn quý vị. Nè, vẫn tươi tốt hơn quý vị. Là tại sao? Tại vì người ta sống ở trong chánh pháp. Nè, người ta có cái sự hiểu biết đúng về nhân, về quả, về nghiệp, về quả. Đó, thành ra quý vị thấy rằng cái nét mặt nó khác nhau. Cái nét mặt nó khác nhau. Đó, còn cũng như đối với chúng tôi nói, có những người hở tớ là như là nói con tu tâm từ dữ sư, tu tâm từ dữ sư, mà nhìn cái mặt nó ngầu quá, ngầu không biết rồi nha. Đó, rồi có những người nói là con lúc này tu tâm xả gì lắm rồi nha, tu tâm xả nha. Đi vô sao không lao chân, đi vô chỗ tôi mới lao sao không dậm chân rồi. Đó, quý vị thấy rằng có những người thì coi như là nói là miệng là nói là tu tâm xả rồi này kia, nhưng mà quý vị thấy rằng đang nói chuyện với mình mà ngó đâu ở hoài, rồi la người này la người kia. Đó, thành ra
cái đó nó khác nhau hết, là nó khác nhau hết. Thì quý vị thấy rằng ở đây thì chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe, những người người ta tu tâm từ, quý vị đến gần người ta mới cảm nhận mà một cái sự mát mẻ, một cái sự an toàn. Những người mà người ta tu tâm xả, người ta có tu tâm xả thì coi như là mình đến gần với người ta mình cũng thấy an vui, được an toàn. Còn mà mình nghe tên cái người đó là mình thấy hơi rắc rối rồi nha, hơi rắc rối là mình thấy là coi như là cái phương pháp tu nó hơi kỳ kỳ rồi đó, có cái gì nó không đúng rồi, có gì nó không phải rồi. Thành ra đối với cái sắc mặt cũng vậy, cái sắc mặt cũng vậy, cái sắc pháp, cái nét mặt của mình khi mà mình tu hành mà có tâm từ hoặc là có tu tập về tâm xả, cái nét mặt mình nó khác. Thành ra đó, thanh niên Ca Lá trở về, khi mà trở về nhà đó thì cha của mình là ông Cấp Cô Độc cũng nhìn thấy nay lạ quá, hôm nay coi bộ như là có một cái phong độ quá, là một cái phong độ quá. Thành ra khi đó về tới nhà rồi, thanh niên Ca Lá nó mong sao mà cha đừng có cho mình 100.000 đồng tiền vàng trước mặt Đức Thế Tôn. Nghĩ như vậy thì thanh niên Ca Lá rất là hổ thẹn đó. Thì đồng lúc đó thì quý vị thấy rằng lúc đó là Đức Phật và Chư Tăng cũng đến nhà của thanh niên để mà thọ thực thờ thỉnh Cây Tăng đó. Thì khi đó ông Cấp Cô Độc mới đem 100.000 đồng tiền vàng ra đưa cho con mình, ông này ép con mình phải nhận, mà con mình thì lúc đó không có nhận, không có nhận, rồi lại khởi lên một cái sự mà e thẹn, khởi lên cái sự mắc cỡ. Thì lúc đó Đức Phật hỏi cái chuyện gì đó Trưởng Nhã Cấp Cô Độc, thì ông Cấp Cô Độc mới kể là con của con là mỗi lần con khuyến khích đi vô chùa để mà thọ bát quan cho nghe pháp rồi đó là 100 đồng, rồi hôm nay là con kêu là đi vô mà thuộc được câu Phật ngôn á là con thưởng cho 100.000 đồng tiền vàng. Bây giờ thì đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về luôn, bây giờ là con thưởng cho 100.000 đồng tiền vàng, là do con đã thuộc cái lời dạy của Đức Phật, bây giờ nài ép hoài không lấy, nài ép hoài không lấy. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới thiết lên cái câu kệ: hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sinh cõi trời, hơn trụ vì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Có nghĩa là quý vị thấy rằng là bây giờ thanh niên Ca Lá đó, chứng quả dự lưu rồi, hơn thống lãnh cái quả đất này, hơn được sinh cõi trời, hơn trụ trì cái vũ trụ này, thì quả dự lưu là tối thắng. Bây giờ còn 100.000 đồng tiền vàng được cái gì nữa, coi như là bây giờ là quá ngon rồi, là quá quá mạnh rồi đó. Còn chúng ta nhớ nha, khi mà chúng ta mà chứng quả dự lưu rồi á, chứng quả tu đà hoàn rồi đó, là quý vị là khỏe, coi như là không bao giờ mà mình có cái cảm giác là sanh xuống địa ngục, không bao giờ mà mình có cái cảm giác mình chui vô bụng con heo, con bò, con chó, con cá gì hết đó. Không bao giờ chúng ta sanh làm loài ngã quỷ đói đó, không bao giờ chúng ta là sanh làm những cái loài Atula đó. Coi như là quả quỷ tu đầu quần á, thì quý vị thấy rằng mình mà được cái bảo đảm đó rồi là ngon, chúng ta mà được cái bảo đảm đó rồi là ngon. Bây giờ đó, thật sự ra đó, quý vị có cái visa mình có cái bo bắt bo nước này nước kia là mình thấy mình ngon, nhưng mà chưa ngon bằng cái quả vị dự lưu. Nhiều khi cái bắt bo mình đang có được là mình được đi mấy chục nước đồ này kia ha, mình được đi mấy chục nước đồ này kia, nhưng mà cái bắt bo mà bắt bo tu đầu quần á, nó chứng đắc đạo quả tu đầu quần á, là coi như là mới đạt đến một cái là tối thắng, tối thắng. Còn như bây giờ chúng ta có cái bát bo đó, đi được nhiều quốc gia nhưng mà đi đâu thì cũng còn nằm ở trong tam giới này thôi đó, còn không khéo này thì tương lai mình nó còn chưa có định đoạt được nữa. Vậy thì ở trong cái chữ
nghe nhiều này, lần sau chúng tôi sẽ dạy cho quý vị nữa, chiều và chúng tôi sẽ kể cho quý vị rất là nhiều cái tích chuyện mà được các vị trưởng lão phân tích ra rất là hay quý vị, rất là hay. Chúng ta học một ngày một chút, một ngày một chút thôi là mình cảm thấy, đối với chúng tôi thật sự ra đó, khi mà chúng tôi ngồi chúng tôi nhớ lại đó, chúng tôi cũng cảm thấy hoan hỷ nữa. Hoặc là chúng tôi ngồi chúng tôi đọc lại cũng hoan hỷ nữa, mà chúng tôi cũng hy vọng rằng khi mà quý vị nghe quý vị cũng hoan hỷ, dù cho quý vị đã được nghe rồi, nhưng mà chúng tôi biết khi mà chúng tôi nói lại, chúng tôi phân tích ra cho quý vị nghe từng đoạn, thành ra chúng ta cảm nhận nó đã hay rồi, nó lại càng hay nữa, và nó càng có lợi ích cho chúng ta rất là nhiều. Bây giờ thì hầu như ở trong rung hết giờ sinh hoạt rồi phải quý vị. Và hồi nãy chúng tôi thấy vào trễ, thành ra chúng tôi cũng nhanh để giảng, để trình bày đến quý vị, giảng để trình bày đến quý vị đó, là chúng tôi cũng không có nhớ đến thời gian. Và thôi vậy thì bây giờ chúng tôi xin được kết thúc cái phần giảng của chúng tôi ha, với cái phước nào mà chúng con đã tạo được xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, mong nguyện ngài vì được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ ảnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính để giảng bài học hôm nay rất là hay cho chúng con được nghe và được học ạ. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời bàn tay của sư chủ rum Thanh Tâm ạ. Con không biết sư có mặt trước micro không bạch sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm. Dạ, con không có thấy sư ở trước mic. Dạ, con xin kính thỉnh sư Tuệ Nhẫn có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối học ngày hôm nay ạ. À, con xin thỉnh sư Tuệ Nhẫn ạ. À, Vata sapa buddha dupave nasada soti pavantu te pavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa thamma dupave nasada soti pavantu te pavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha dupave nasada soti pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Tuệ Nhẫn đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối ngày hôm nay ạ. À, dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. À, dạ đề qua ta san ti vi ha ra qua si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình ta tham ma đa ne na pha văn tu phu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đa na pha ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta xuất khi ta pha văn tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta tha vô pa pi ca ni ya ni căng tham ma hoa răng pa tình cha te sam be bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang
Tha tu chỉ rằng sa tăng tham mô tham mắt tha ra chả bùng gà la sang khổ hồ tu sa măng gô. Qua anh thà ya cha hi ta ya cha âm hề răng khá tu san tham mô. Sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu này ya ma tham ma ri yam ba quê. Đi tê. Y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Ý đằng quá tá mê buồn nhàn à xá quá khá già quá hằng hồ tu quá nà gá tề. Cà lề, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyên Như xin kính mời chư vị trở lại lớp Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai. Ở Mỹ là từ 8 giờ rưỡi cho tới 10 giờ rưỡi tối, và ở Việt Nam là thứ sáu từ 7 giờ rưỡi cho đến 9 giờ rưỡi vào buổi sáng. Ngày mai sẽ là ngày sư Huy Niệm tiếp tục dạy chúng ta về kinh Meeting Vấn Đáp. Dạ sa thú, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như xin kính chào tạm biệt chư vị ạ.